Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe bộ truyện ngôn tình mới rất hay và hấp dẫn có tên Làm vợ em trai xếp tổng của tác giả Thanh Thanh. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 1 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trung tuần tháng 10, tiết trời trở nên se lạnh, dường như mùa thu đã giảm nhiệt độ đi đáng kể. Gió hiu hiu quét đi khí nóng oi bức trước đó. Chiều thứ bảy, sau khi xử lý xong công việc ở công ty, Khánh đón xe đến cơ quan của ông Hùng, cùng bố mẹ đi tảo mộ trên núi ở ngoại ô thành phố. Mấy năm trước, ông nội cô mất được chôn cất tại đây, còn mời cả thầy phong thủy đến để xem hướng. Nghe nói nghĩa trang này mang lại sự may mắn. Thật ra Khánh không tin vào những điều này. Người đã khuất như ngọn đèn đã tắt. Nếu như lúc sống không tận hưởng cuộc sống, thì khi mất đi, dù có ở lăng mộ hoàng đế thì cũng có ý nghĩa gì. Thế nhưng bố mẹ cô lại nghĩ khác. Cả những người lớn tuổi trong gia đình cũng đều mê tín, bỏ ra một số tiền lớn để chôn cất ông nội ở đây. Sau này cho cốt của bà nội cô cũng được chuyển đến chôn cùng. Lúc Khánh và bố mẹ cô đến thì cô dì chú bác đã bày sẵn hoa quả hương đèn. Như mọi khi, đến lượt mình thắp hương, Khánh cùng bố mẹ quỳ xuống nền đá hoa, hương khói nghi ngút. Cô nhắm mắt lại cầu khấn trong lòng, cầu bình an và phước lành. Có tiếng nức nở của cô út từ phía sau, Khánh khẽ thở dài, ngoan ngoãn cúi lại. Dù rằng thường ngày cô là người hồn nhiên vô tư, nhưng trong bầu không khí trang nghiêm và bi thương này, cô cũng không khỏi nghẹn ngào xúc động. Huống hồ Khánh rất yêu ông bà nội, vì thế khi đứng dậy, hai hốc mắt cô đỏ hoe. Đốt xong đống vàng mã, mọi người đứng lại thì thầm trò chuyện hồi lâu, sau đó mới rục rịch xuống núi. Khánh không vội xuống núi cùng với mọi người. Cô có một thói quen, mỗi lần đến tảo mộ, cô thường nán lại đến phút cuối cùng rồi mới ra về. Cũng chẳng rõ vì sao, chỉ là trước chốn đông người, lúc thắp hương cô chưa bao giờ nói gì, cổ họng như nghẹn lại, thầm cầu khấn trong lòng. Thế nhưng cô nghe nói, làm như vậy thì người đã khuất chẳng thể nào nghe thấy được. Vì thế đợi mọi người đều đi xa rồi, cô lặng lẽ quỳ xuống. Khánh chậm rãi nói ra những lời cầu khấn trong lòng, sau đó lại giống như đang tâm sự với ông bà. Lúc này nhắm mắt lại, cô như trông thấy cảnh tượng hồi nhỏ mình vẫn quấn quýt bên cạnh ông bà nội, được cưng chiều, được làm nũng. Trong lúc cô đang trầm mặc, điện thoại trong túi sách rung lên báo tin nhắn đến. Khánh chậm rãi mở ra xem, người gửi tin nhắn là bà Mai, mẹ cô. Bố mẹ chờ con ở bãi đậu xe, con xuống ngay nhé, tối nay tụ tập bên nhà cô út ăn cơm. Khánh lau đi giọt lệ vương trên khóe mắt, cô soạn tin phản hồi. Bố mẹ cùng mọi người cứ về trước đi ạ, lát nữa con đón xe về sau, con muốn ở lại đây thêm một lát. Nhớ về sớm nhé, buổi chiều gió lạnh bắt đầu nổi lên rồi, chú ý giữ gìn sức khỏe. Vâng ạ. Tắt điện thoại, Khánh di chuyển tầm mắt nhìn về bia mộ của ông bà nội, trong lòng trào dâng nỗi niềm chua xót khó diễn tả. Không thể nán lại quá lâu, Khánh đứng dậy phủi bụi trên quần chuẩn bị ra về. Tình cờ quay đầu lại, cô sững sờ. Tiết trời ảm đạm âm u, ánh mặt trời đã tắt từ lâu. Hướng mắt nhìn sang, xa xa sau ngọn núi bao trùm một màn đen dày đặc. Cảnh sắc tĩnh lặng tựa như trước mặt là một nghĩa trang dài tăm tắp, rộng lớn. Lớp tro cốt trắng toát, chẳng có chút sự sống, cũng chẳng có bầu không khí náo nhiệt. Đến cả hương khói cũng bay lảng bảng trong không khí, mờ nhạt chẳng trông thấy gì. Khánh giật mình khi thấy một người đàn ông. Anh ta trông còn rất trẻ, không biết từ lúc nào đã đứng chết ngay trước mặt cô một quãng đường không xa. Anh ta đứng đối diện một ngôi mộ khác, mái tóc ngắn đen nhánh, dáng hình mảnh khảnh, thanh tú. Thật ra, bản thân Khánh cũng có chút ngạc nhiên,
cô điều chỉnh lại tinh thần, nhưng ánh mắt không thoát ra khỏi người đó. Cô không quen anh ta, đến đây rất nhiều lần cũng chưa từng gặp người đàn ông này. Thế nhưng, hôm nay sau khi nói chuyện với ông bà xong, anh ta đột ngột xuất hiện ở đây, trong tay không cầm theo thứ gì, chỉ mặc bộ vest đen, lặng lẽ đứng trong gió thu mát lạnh, những sợi tóc phất phơ trước trán. Khánh nhìn ngắm dáng hình trông nghiêng của anh ta trong bầu không khí phảng phất nét sơ sát tiêu điều. Một lúc sau cô mới thôi không nhìn, vòng sang lối đi khác, đi thẳng về phía trước, đi đến đoạn đường bằng phẳng, cô rất muốn ngoái đầu lại nhìn, nhưng rồi lại thôi. Mỗi người đến đây đều không muốn bị người khác quấy rầy về những hoài niệm và ký ức đã qua của mình. Lúc xuống núi, Khánh gọi một chiếc taxi, mau chóng trở về thành phố. Đường vắng, xe chạy rất nhanh, những cây cối hai bên đường lùi dần về phía sau, mây ảm đạm choáng ngợp cả bầu trời, ánh sáng yếu ớt. Khi chiếc xe chạy vào nội thành, một trận mưa lớn bất ngờ đổ xuống, những tiếng đùng đùng đoàng đoàng ồn ào không ngừng vang vọng bên tai. Ngồi ở ghế phụ lái, Khánh đưa mắt quan sát khung cảnh trước mặt. Người đi bộ trên đường đưa tay lên đầu che mưa chạy tán loạn. Đột nhiên xe thắng mạnh, tài xế ngồi bên cạnh bất mãn thốt ra câu chửi thề. Do trời mưa, ùn tắc nghiêm trọng, tiếng còi xe huyên náo cả một cung đường, có chiếc xe phía trước bị va quệt. Người dân ở thành phố này tính khí vốn nóng nảy, xảy ra sự cố mọi người lập tức xuống xe, nhảy dựng lên phần bùa đúng sai, chửi bới ngay giữa đường. Tranh cãi qua lại, chẳng qua cũng là đùn đẩy trách nhiệm. Ban đầu Khánh kiên nhẫn ngồi chờ đợi các dòng xe lưu thông, thế nhưng tình trạng ùn tắc mỗi lúc một nghiêm trọng, sắc trời nhá nhem tối, cứ đà này không biết đến khi nào mới có thể về nhà. Suy nghĩ một lát, Khánh gửi tiền xe cho tài xế, sau đó dứt khoát bước xuống xe, đưa hai tay lên che đầu, hối hả chạy đi dưới màn mưa. Cô thả bị ướt, chứ không thể kiên nhẫn ngồi nhìn khung cảnh hỗn loạn trước mắt thêm được. Cũng may, nhà cô út cách đoạn đường này không xa. Mưa càng lúc càng lớn, Khánh đưa tay lên lau mặt, đôi chân cô thoăn thoắt chạy vào ngõ nhỏ, đi đường tắt để sang khu phố khác. Lúc vừa ở trong ngõ đi ra, bất ngờ có bóng người ở phía sau lao vụt qua. Khánh giật mình, cả người chao đảo suýt thì ngã xuống nền đường. Đúng lúc ấy tiếng phanh xe gay gắt vang lên, chiếc xe màu đen tuyền đậu chỉnh ình ngay trước mặt cô, nước mưa dưới lòng đường bắn lên tung tóe. Khánh đứng mũi chịu sào, cả người cô từ trên xuống dưới đều lãnh đủ cả. Cô loạng choạng vài bước, cuối cùng cả người không giữ được thăng bằng, liều xiều ngã khuỵ xuống. Khánh sững sờ ngay tại chỗ, dường như không tin nổi mọi thứ vừa xảy ra với mình. Váy áo trên người cô hiện tại đã ướt như chuột lột, trên nền chiếc áo sáng màu, những vệt đen mang theo bùn đất, dính khiến tâm tình của cô khó chịu hơn bao giờ hết. Khánh khẽ thở dốc, cô ngước mắt nhìn về hướng người đàn ông đang mở cửa xe bước xuống. Không rõ anh ta là chủ xe hay tài xế, trên tay là một chiếc ô, dáng vẻ thong thả đến gần vị trí mà Khánh đang đứng. Người đó quan sát cô một lượt, đánh giá từ đầu đến chân, thấy trên người cô không có thương tích mới chậm rãi nói. Cô không sao chứ? Khánh phóng ánh mắt hình viên đạn nhìn lên người anh ta. Sao lại không sao cơ chứ? Tiết trời đang mưa lạnh như thế này, chưa kể váy áo của cô đã bị ướt hết, cả người không ngừng run lên. Khánh định buột miệng nói câu gì đó, thì vô thức hắt xỉ mấy cái. Rõ ràng là cô đã bị nhiễm lạnh, hát xỉ xong cô thấy nước mũi chảy ròng ròng. Người đàn ông bình thản nói thêm, lần sau đi đường nhớ quan sát trước sau, đi từ trong ngõ ra cô phải chú ý chứ. Con mẹ nó, lửa giận trong người cô hừng hực bốc lên. Khánh đứng bật dậy, cô lạnh lùng nói, trời mưa, đường trơn, các người ra đường phải lái xe cẩn thận chứ. Lúc thi bảng lái xe thầy giáo không dạy anh sao? Nước mưa làm cô ướt sũng, mái tóc xõa ra dính bết cả vào mặt. Khánh dám cá rằng
Bộ dạng của cô lúc này vô cùng khó coi. Giữa bầu trời và mặt đất, một vùng mờ mịt, sống mũi bất giác cay xè. Khánh không hiểu sao hôm nay mình lại xui đến thế. Người đàn ông đứng đối diện lạnh lùng nhìn Khánh, thấy cô thực sự không có vấn đề gì nên anh ta quay người định ngồi vào xe. Khoảnh khắc cửa xe vừa đóng lại, Khánh cảm thấy không cam lòng. Cô bất ngờ gào lên, lái BMW thì có gì hay ho chứ, nói cho anh biết, lần sau ra đường tốt nhất đừng có đụng phải tôi. Cơn mưa xối xả không ngừng quất lên chiếc xe đen tuyền. Người đàn ông ngồi trước ghế lái sững người, anh ta bối rối, không biết nên xử lý tình huống trước mắt như thế nào, nên đưa mắt nhìn qua kính chiếu hậu, định thăm dò ý tứ của người đang ngồi ở phía sau. Trông thấy gương mặt lạnh lùng khác thường của Quân, tài xế tên Long khẽ khàng cất lời. Thưa anh. Quân dửng dưng thu lại ánh nhìn từ phía cửa sổ, sau đó lạnh lùng nói. Lái xe đi. Lúc Khánh đến nhà cô Út thì mọi người đã tụ tập đông đủ. Tiếng nói cười ồn ào, âm thanh xào nấu vang vọng ra cả hành lang của tòa chung cư. Nhìn thấy bộ dạng ướt như chuột lột của Khánh, bà Mai đang nhặt rau bất ngờ kêu lên. Ôi giời, con đi đứng kiểu gì mà váy áo ướt hết thế kia? Có giọng nói của bác cả vang lên. Đừng nói là cái Khánh nó đi bộ từ Nghĩa Trang về nhà nhé. Khánh mặt mày ủ rũ, cô thấp giọng chào hỏi mọi người, sau đó đi thẳng đến phòng của Linh, con gái cô Út. Từ nhỏ, Khánh và Linh vốn đã yêu quý và thân thiết như chị em ruột. Mỗi dịp gia đình tụ tập, hai cô nàng lại huyền thuyền tâm sự đủ thứ chuyện trên đời. Linh năm nay học đại học năm thứ ba, vóc dáng hào hào giống Khánh, cả hai đều xinh xắn, tính cách cũng vô cùng hợp. Đứng trước cửa phòng Linh, Khánh đưa tay gõ cốc cốc lấy lệ, sau đó trực tiếp đẩy cửa đi vào bên trong. Linh đang loay hoay cày game trên máy tính, nghe thấy giọng Khánh, cô nàng cất lời mà không quay đầu lại nhìn. Dạo này chị bận rộn yêu đương hay gì mà không thấy rủ em đi chơi thế? Khánh mở tủ quần áo của Linh, tùy ý chọn bộ đồ thoải mái, sau đó bước vào phòng tắm và bỏ lại câu nói. Đang ế chỏng ra đây, trường em có thầy nào đẹp trai không? Xin info cho chị đi, tầm này mình phải chủ động thôi, đợi sai làm quen thì khó có người yêu lắm. Linh bật cười khúc khích, cô nàng hài hước đáp. Chị có đùa em không vậy? Nghe bác Mai nói, có anh sai nào tán chị, sơ hở là chạy qua nhà uống trà cùng với phụ huynh cơ mà. Bây giờ lại kêu ế, còn định chủ động đi tán trai. Thôi thôi em ơi, đừng có nghe lời kể của mẹ chị. Anh trai chồng Casey là con của bác bảo vệ ở trường bố chị. Không biết nghe ai giới thiệu, cứ tối đến anh chàng lại đến nhà chơi. May mà chị không ở nhà, nếu không thì phiền chết. Từ phòng tắm bước ra, Khánh cầm máy sấy hong khô mái tóc, sắc mặt cũng hồng hào trở lại. Nhưng mà vừa nãy chị đi đâu thế? Sao trông nhếch nhác thế này? Chị cố ý nán lại ở Nghĩa Trang thêm một chút. Lúc về thành phố thì bị kẹt xe, trời mưa, trên phố xảy ra tai nạn. Chị không đợi được nên xuống xe đi bộ đến nhà em. Đèn cho chị, lúc ở trong ngõ đi ra, gặp một chiếc xe đi ngang qua. Nước mưa dưới lòng đường hắt thẳng lên người. Thật là một ngày xui xẻo. Thứ tư tuần sau ngoài sạp có bộ phim hay lắm. Phim Hàn Quốc, có thần tượng mà chị em mình thích. Chị có sắp xếp đi xem phim với em được không? Chị không hứa trước đâu nhé. Dạo này chị thường xuyên phải tăng ca, công việc lúc nào cũng ngập đầu. Cuộc sống của người trưởng thành lúc nào cũng chỉ biết đến công việc, công việc. Thế mới nói sinh viên như tụi em là thích nhất, quỹ thời gian vô cùng nhiều, thích đi ăn, đi chơi lúc nào cũng được. Nhưng mà bù lại thì phải chịu sự quản thúc và kiểm soát của bố mẹ. Em ước được như chị, có thể làm chủ cuộc sống của mình. Nghe Linh nói vậy, Khánh chỉ biết mỉm cười. Trong đầu cô thầm nghĩ, đợi đến lúc ra trường đi làm, Linh sẽ hiểu được cuộc sống sinh viên vô ưu vô lo sung sướng như thế nào. Đầu tháng 11, thời tiết bắt đầu lạnh hơn. Nhìn qua cửa sổ có thể thấy cây cối bên ngoài không ngừng lay động trước gió. Bởi vậy, tuy là giữa trưa, nhưng mọi người trong văn phòng không ai muốn ra ngoài. Tất cả đều order đồ ăn về văn phòng, tụ tập ăn trưa với nhau.
Sau khi soạn thảo xong công văn giấy tờ, chuẩn bị cho cuộc họp lúc đầu giờ chiều, Khánh uể oải tựa lưng ra ghế. Cô mở điện thoại định tìm kiếm món gì đó trên app order về ăn trưa. Vừa tham khảo được một vài món hấp dẫn, thì màn hình điện thoại hiện đến cuộc gọi của chị Minh Châu. Khánh nhẹ nhàng nghe máy. Chị Châu, chị gọi em có việc gì không ạ? Em đang ở công ty à? Đã ăn gì chưa? Sáng nay nhiều việc quá, em vừa mới nghỉ tay, vẫn chưa ăn gì. Chị ăn chưa? Lát nữa gặp nhau cùng ăn trưa đi, nay chị mời. Khánh không kìm được mà buột miệng thốt lên. Uầy, hôm nay chị có chuyện gì vui mà lại mời em ăn trưa thế này? Dĩ nhiên là có chuyện vui rồi, nói đi em muốn ăn gì nào? Khả năng là chị lại gặp được một vị khách siêu VIP mê mẩn tranh vẽ của chị và mua với giá cao đúng không? Đúng thế, số tiền không nhỏ. Chị định ăn trưa xong rủ em đi xem điện thoại. Chị muốn mua điện thoại mới. Vậy hôm nay em không khách khí đâu nhé. Mình đi ăn đồ Tây đi chị. Ok, sửa soạn đi xuống dưới đi nhé. Bây giờ chị qua đón. Trời lạnh, buổi trưa nhà hàng khá đông khách. Các món ăn lần lượt được mang lên. Khách ăn ngấu nghiến, giống như người bị bỏ đói lâu ngày. Ngồi ở ghế đối diện, Châu dường như không có khẩu vị ăn. Từ đầu đến cuối cô chỉ nhấm nháp qua loa. Phần lớn thời gian đều ngồi quan sát dáng vẻ ham ăn của em gái mình. Thấy Châu không ăn, Khánh tò mò hỏi. Hôm nay chị sao thế? Dù em đi ăn mà chỉ ngồi nhìn là thế nào? Toàn món ngon thôi đấy. Chị không ăn thì đừng trách chỗ thức ăn này chui vào bụng em. Mấy ngày nay chị thấy hơi mệt, không muốn ăn uống gì. Chị làm việc quá sức hay thấy trong người không được khỏe à? Chị nghĩ do thay đổi thời tiết. Châu vừa dứt lời, cơn buồn nôn bất chợt kéo đến. Cô vội vã đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Dạo gần đây cô thấy cơ thể có những biểu hiện rất lạ. Buồn nôn, chóng mặt và rất mệt mỏi. Thấy chị gái đi vào bên trong mãi không ra, Khánh lo lắng đi vào theo. Thấy sắc mặt trắng bệch của Châu, Khánh vội vàng hỏi. Chị Châu, có phải chị có em bé rồi không? Châu ngẩng mặt lên khỏi bồn rửa tay, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt không giấu được vẻ lo ngại. Cuối cùng khẽ nói, chắc không đâu. Khánh cảm thấy không tin lắm. Chị gái cô kết hôn đến nay đã hơn một năm, nhưng chưa có em bé. Những biểu hiện nôn ọe kia, cô thấy mọi người vẫn hay nói là do ốm nghén. Có khi nào chị gái cô mang thai? Ý nghĩ ấy vừa xảy đến, Khánh lập tức kéo chị gái ra ngoài, kêu nhân viên thanh toán, dứt khoát yêu cầu chị gái đến bệnh viện kiểm tra. Ban đầu Châu thoáng lưỡng lự, thế nhưng trước sự nhiệt tình của Khánh, cô không có cách nào thoái thác, đành một đường lái xe thẳng đến bệnh viện. Sau khi thăm khám một hồi, Châu và Khánh có mặt ở phòng bác sĩ. Vị bác sĩ hói đầu, đeo gọng kính màu đen, ngẩng mặt lên nhìn Châu, sau đó khẽ nói. Là do tác dụng phụ của thuốc, hai ngày nay cô có dùng thuốc gì không? Châu làm như vô tình đáp. Thuốc tránh thai. Khánh đứng bên ngoài hành lang bệnh viện, vừa vặn nghe được những lời của bác sĩ và chị gái cô trò chuyện với nhau. Cô có nghe nhầm không đây? Chị gái và anh rể cô kết hôn đến nay đã hơn một năm, mong mỏi mãi vẫn chưa có con. Thậm chí mẹ cô còn đi tham khảo rất nhiều bài thuốc dân gian để sắc cho chị cô uống vì mong sớm có cháu ngoại. Vậy mà chị cô lại sử dụng thuốc tránh thai. Vị bác sĩ nhíu mày nói, đề nghị cô đổi thuốc. Đúng lúc ấy Khánh từ bên ngoài chạy thẳng vào trong phòng. Cô cắt ngang lời bác sĩ. Bác sĩ, chị gái cháu muốn có con. Bác sĩ là chuyên gia của lĩnh vực này, có thể giúp chị cháu không ạ? Bác sĩ bày ra vẻ mặt khó hiểu, sau đó hỏi lại. Muốn có con, tại sao lại sử dụng thuốc tránh thai? Châu mặt mày đỏ bừng, cô quay sang khẽ nhắc em gái. Em trẻ con thì biết cái gì, mau ra ngoài đợi chị, đừng ở đó nói linh tinh nữa. Trẻ con cái rắm, Khánh bất mãn định phân bua với chị gái, xong cô lại nghĩ. Đây là bệnh viện, cô phải tuân thủ nội quy và tôn trọng người khác. Bởi vậy Khánh cố nén cơn tức giận, ngoan ngoãn bước ra ngoài. Bác sĩ nhẹ nhàng nói với Châu.
Cơ thể cô không có vấn đề gì, có thể làm chuyện đó thoải mái. Bình thường cũng không nên tạo áp lực quá lớn cho bản thân về chuyện mang thai. Nếu chưa sẵn sàng, nên sử dụng biện pháp tránh thai khác, ví dụ như mặc áo mưa. Cảm ơn bác sĩ. Trên đường ra bãi đậu xe, Khánh không ngừng đặt những câu hỏi truy vấn liên quan đến chuyện Châu sử dụng thuốc tránh thai. Mặc dù cô vô cùng mong mỏi có con, thế nhưng từ đầu đến cuối, Châu chỉ giữ im lặng, hoặc khi bị chất vấn nhiều quá, Châu miễn cưỡng đưa ra một lý do. Cô cảm thấy thời gian này áp lực nhiều, sức khỏe không tốt nên không muốn em bé xuất hiện, chỉ sợ ảnh hưởng đến con. Khánh nghe vậy mới miễn cưỡng dịu đi vài phần. Châu biết em gái là vì thương mình, lo lắng cho mình, muốn tốt cho mình nên mới sốt sắng như vậy. Về điểm này cô có thể hiểu. Thế nhưng câu chuyện phía sau cuộc sống hôn nhân của cô, bố mẹ, người thân không một ai biết. Châu và Đăng quen biết nhau 6 năm. 6 năm này cô đơn phương thích anh. Mặc dù biết Đăng thích người khác, nhưng Châu vẫn một lòng nuôi dưỡng tình cảm dành cho anh. Nhiều lần cố chấp thổ lộ tình cảm, không được Đăng đồng ý, nhưng Châu vẫn không từ bỏ hy vọng. Thời sinh viên, Đăng đem lòng yêu một cô tiểu thư nhà giàu. Sau khi biết chuyện, gia đình của cô gái kia nhất mực ngăn cấm, còn tìm cách đưa con gái họ sang nước ngoài du học. Chỉ vì gia cảnh của Đăng nghèo khó, Đăng không xứng với tình cảm của con gái họ. Sau này tốt nghiệp ra trường, biến cố liên tục xảy đến với Đăng và gia đình, lại thấy Châu vẫn chung thủy một lòng chờ đợi. Trong lúc chán trường, Đăng đã chấp nhận tình cảm của Châu. Không lâu sau đó, đám cưới của hai người nhanh chóng diễn ra. Ở bên Châu, cuộc sống của Đăng thuận lợi và suôn sẻ hơn rất nhiều. Thế nhưng, có một sự thật mà Châu không có cách nào phủ nhận, đó là cho dù đã cưới được anh, nhưng cô chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu của chồng mình. Trong trái tim người đàn ông ấy, vĩnh viễn chỉ chứa đựng hình bóng của mối tình đã cũ. Chính vì không yêu Châu, nên Đăng không muốn cùng Châu sinh con. Đời sống vợ chồng giữa hai người khá êm đềm và hòa hợp, nhưng sau mỗi lần gần gũi, Đăng luôn cho vợ mình uống một thứ nước kỳ lạ. Châu nhiều lần nghi hoặc về điều đó, có lúc cô thắc mắc tại sao chồng lại muốn mình uống thứ nước đó, Đăng lại dỗ ngọt rằng muốn tốt cho cô, rồi thế này thế nọ. Nhưng Châu cũng không phải kẻ ngốc, cô mơ hồ cảm nhận được chồng mình cho mình uống thuốc tránh thai. Vì quá yêu Đăng, không muốn làm phận ý chồng, nên Châu luôn vui vẻ nghe lời. Thời gian dần trôi, ông Hùng bà Mai thấy con gái mãi không có tin vui, nên lo lắng ra mặt. Loài hoài tìm kiếm đông tây, nghĩ đủ cách để giúp con gái cải thiện tình hình. Châu không phản đối, âm thầm đón nhận sự quan tâm của gia đình. Chỉ là không ai ngờ rằng chồng cô ngoài mặt bày tỏ mong muốn có con trước mặt bố mẹ vợ, nhưng sau lưng lại âm thầm cho vợ uống thuốc tránh thai. Nhiều lúc Châu đã nghĩ có lẽ mình điên thật rồi, hoặc kiếp trước cô đã mắc nợ Đăng quá nhiều nên kiếp này cô mới u mê anh nhiều đến thế. Biết anh đối đãi với mình không tốt, nhưng vẫn một lòng dung túng cho anh, chấp nhận toàn bộ những gì anh đối xử với mình. Quãng đường từ bệnh viện đến công ty của Khánh, hai chị em không nói với nhau câu gì. Khi gần đến nơi, Khánh mới lười biếng cất lời. Em cảm thấy cuộc sống hôn nhân của chị cứ thế nào ấy. Em không biết chị có thực sự hạnh phúc giống như mọi người vẫn thường khen ngợi hay không. Cuộc sống của mỗi người chỉ có bản thân họ mới cảm nhận được rõ nhất. Trễ giờ làm của em rồi, đến muộn sếp có mắng không? Không sao đâu, chiều nay công ty em có cuộc họp, bây giờ chắc mọi người đang họp. Nội dung cuộc họp do em chuẩn bị nên em nắm bắt rất rõ thông tin. Chị trưởng nhóm có nhiệm vụ thuyết trình, lát nữa đến em nói bị đau bụng là được. Vậy tốt rồi, tự nhiên kéo nhau đến bệnh viện nên chưa có thời gian đi mua điện thoại. Tan làm gặp nhau tiếp không? Để khi khác đi ạ, chị đang mệt như thế nên về nhà nghỉ ngơi đi. Ừ, chúc em buổi chiều làm việc vui vẻ nhé. Buổi chiều thứ năm, Khánh tan ca sớm hơn mọi ngày. Từ tòa cao ốc lộng lẫy đi ra, trong đầu cô thầm suy tính,
đến bữa tiệc chia tay độc thân thì nên mặc gì cho hợp lý. Cô bạn thân tên Tú, bạn cùng lớp đại học với Khánh, sau thời gian đi du học ở nước ngoài, khi về nước mang theo một vài nét văn hóa Tây phương. Trước khi theo chồng bỏ cuộc chơi, cô nàng tổ chức buổi tiệc chia tay độc thân, cùng hội chị em xóa một trận thỏa thuê. Địa điểm tổ chức buổi tiệc diễn ra tại một trung tâm thương mại lớn nhất trong thành phố. Nghe nói sau khi ăn uống, mọi người sẽ kéo nhau lên bar để nhảy múa, uống rượu. Tuy rằng sống trong cùng một thành phố, nhưng Khánh không muốn ở chung với bố mẹ. Ngay từ khi tốt nghiệp đại học bắt đầu đi làm, Khánh đã tự lập về mọi thứ. Cô thuê một căn hộ nhỏ trong một tòa chung cư mini, cách công ty khoảng 4 km, tự do thoải mái làm những điều mình thích. Ban đầu ông Hùng bà Mai không đồng ý, vì ông bà chỉ có 2 cô con gái. Minh Châu đã đi lấy chồng, Khánh lại không muốn sống cùng bố mẹ, chỉ có 2 vị phụ huynh ở nhà, buồn không để đâu cho hết. Nhưng ý Khánh đã quyết, bố mẹ cô thuyết phục thế nào cũng không được, cuối cùng đành mềm nắn rắn buông, chiều theo quyết định của con gái. Chỉ cần có thời gian rảnh, bà Mai lại tỉ mỉ nấu những món ăn mà Khánh yêu thích, sau đó mang đến tận nhà cho cô. Có đôi khi thấy nhà cửa lộn xộn, bà Mai lại dọn dẹp giúp con gái rồi mới ra về. Hôm nay cũng vậy. Lúc Khánh vừa đẩy cửa vào, đã thấy mẹ đang cầm cây chổi loay hoay lau nhà. Cô vui vẻ thốt lên, vẫn là mẹ yêu con gái nhất. Bà Mai mỉm cười trước câu nịnh bợ của con gái, sau đó dịu dàng hỏi, sao hôm nay về sớm thế, có đói bụng không? Mẹ nấu bò sốt vang cho con đấy. Tối nay con có cuộc hẹn với đám bạn thân nên xin về sớm, mẹ đến lâu chưa ạ? Hôm nay mẹ mang gì cho con gái thế? Mẹ đến một lúc rồi, thấy nền nhà bẩn quá nên tranh thủ lau giúp con rồi về. Cứ như này thì khi nào mới lấy chồng được hả con? Mẹ lo gì nhỉ, con không lấy chồng thì để chồng lấy con gái mẹ đi. Bà Mai bật cười trước câu nói của Khánh. Hai đứa con gái, hai tính cách khác nhau, không có đứa nào giống bố giống mẹ, đứa nào cũng ngang ngược khó bảo. Con làm gì mà mẹ bảo ngang ngược khó bảo? Nói chính xác hơn thì con gái mẹ có cá tính, có lập trường và quan điểm vững vàng. Tối nay tụ tập bạn bè, có nhậu nhẹt gì không? Nhớ về sớm đấy nhé, lang thang bên ngoài nguy hiểm lắm. Yes sir. Bà Mai giúp con gái lau nhà, giặt rèm cửa, giặt thảm trải. Trước lúc ra về, như chợt nghĩ ra điều gì, bà ngập ngừng hỏi Khánh, lâu nay con và chị Châu có nói chuyện với nhau không? Khánh ngồi trước bàn trang điểm, cô tỉ mỉ thoa lớp kem dưỡng ẩm lên mặt, chuẩn bị make up đi dự tiệc. Cô thản nhiên đáp, không ạ. À, cách đây mấy ngày con và chị cùng nhau đi ăn trưa. Con thấy chị thế nào? Sao mẹ lại hỏi con thế? Mẹ nhớ chị thì gọi điện cho chị, hoặc qua nhà chị chơi đi. Mẹ có qua mấy lần, nhưng vợ chồng nó lúc nào cũng vắng nhà, gọi điện thì nó chỉ nói qua loa mấy câu rồi tắt máy. Mẹ đang lo, không biết có phải vợ chồng nó xảy ra mâu thuẫn gì không. Công việc của chị ấy liên quan đến nghệ thuật, luôn cần cảm hứng để sáng tạo. Có lẽ lúc mẹ gọi, chị ấy đang bận vẽ tranh hoặc vi vu ở nơi nào đó tìm kiếm cảm xúc. Ừ, hay là do mẹ nghĩ nhiều nhỉ. Chắc chắn là như vậy rồi. Thôi mẹ đi về đây, chuẩn bị nấu bữa tối cho bố con, ông ấy sắp sửa đi dậy về rồi. Mẹ đi cẩn thận nhé. Sau khi make up và lựa cho mình một chiếc váy lộng lẫy, Khánh khoác lên vai chiếc áo choàng mỏng, sau đó đi thẳng xuống dưới sảnh của tòa chung cư. Trời chuyển mình bước sang đông, chưa đến 6 giờ nhưng sắc tối đã phủ kín không gian. Xuống đến nơi mới biết những hạt mưa đang lất phất rơi xuống, không ngờ rằng mùa đông năm nay lại mưa nhiều như vậy. Dường như cơn mưa đến bất chợt, người đi đường không kịp trở tay, không ai mang theo ô. Vì không muốn lỡ giờ thời gian nên cứ thế đội mưa mà chạy. Khánh chẳng mấy để tâm, có lẽ tâm trạng hôm nay tương đối tốt nên tự nhiên cô thấy những hạt mưa mát lạnh kia khá đáng yêu. Khánh đứng trú mưa dưới bóng cây cổ thụ, sau đó mở ứng dụng tìm một chiếc taxi. Giờ tan tầm, đoạn đường trước mắt xe cộ qua lại như mắc cười. Dưới màn mưa dày đặc,
mọi thứ trở nên mờ mịt. Khánh đợi mãi nhưng hệ thống luôn báo quá tải. Nhìn cung đường trước mắt, cô khẽ thở dài ngao ngán. Taxi từ khu vực khác đến được điểm này, có lẽ trời cũng đã tối đen rồi. Cơn mưa mỗi lúc lại thêm nặng hạt, rơi cả lên da mặt và váy áo, dẫu cho tâm trạng trước đó của cô rất vui vẻ, thì lúc này cũng không tránh được phiền muộn. Khánh giơ túi xách che lên đầu, cô định sẽ đi vòng ra con đường tắt, phía sau có con đường thông thoáng, sẽ dễ dàng vẫy xe ở ven đường hơn. Đi tới đi lùi trong mưa, bất ngờ có tiếng còi xe vọng đến bên tai. Âm thanh ồn ào đấy đã thu hút sự chú ý của Khánh. Cô quay người lại thì phát hiện chiếc xe đen tuyền dừng đỗ ngay bên cạnh. Cần gạt nước mưa che khuất tầm nhìn, cô vẫn đang cố nhìn xem người bên trong là ai thì cửa xe bất chợt mở ra. Khánh ngẩn người khi nhìn thấy gương mặt chẳng rõ là có quen thuộc hay không. Người đàn ông tay cầm ô, dáng người thoải mái chống một tay lên cửa xe, sau đó thấp giọng nói: "Lên xe đi, anh chở em." Khánh sững sờ trong giây lát, gương mặt của người đàn ông kia có chút quen thuộc, nhưng suy nghĩ mãi cô rốt cuộc vẫn không nhớ được mình đã gặp anh ta ở đâu. Điều khiến cô ngạc nhiên hơn nữa chính là lời nói thốt ra từ miệng anh ta chẳng có chút đường đột nào, giống như hai người đã quen biết nhau từ trước đó. Người đàn ông kiên định đứng đó, không thúc giục. Trong bộ vest màu đen lịch lãm, dưới màn mưa mờ nhạt, khuôn mặt lộ ra vẻ thanh tú đến lạ thường. "Mình đã gặp anh ta ở đâu rồi nhỉ?" Khánh tự nhủ. Cô cố gắng lục lọi ký ức, thế nhưng nhất thời không nhớ ra được mình đã bỏ quên điều gì. Rõ ràng là không quen biết, nhưng không hiểu bằng một cách thần kỳ nào đó, Khánh đã bị ánh mắt của người đàn ông kia mê hoặc. Cô ngoan ngoãn ngồi vào xe của anh ta. Đứng bên ngoài trời một lúc lâu nên Khánh thấy đôi tay mình lạnh cóng. Cô vô thức xoa xoa hai bàn tay. Người đàn ông ngồi trước ghế lái liền đưa tay ấn nút điều chỉnh, khí ấm từ từ lan tỏa ra. Không gian bỗng chốc rơi vào im lặng. Khánh khẽ mí môi, cô cảm thấy nên nói gì đó vào lúc này, thay vì cứ trầm mặc suy đoán về đối phương. Nếu như là hai người xa lạ, bước đầu tiên không phải giới thiệu tên gọi và làm quen hay sao? Nghĩ vậy, Khánh thu hồi tầm mắt bên ngoài khung cửa kính. Cô khẽ nhìn sang đôi bàn tay đang đặt trên vô lăng, sau đó chậm chạp giới thiệu: "Cảm ơn vì đã cho em đi nhờ xe, em là Dương Khánh, còn anh?" Người cầm lái thờ ơ khẽ gật đầu: "Hoàng Quân." "Hoàng Quân." Khánh thì thầm gợi nhắc tên gọi ấy trong đầu liên tiếp 5 lần. Tên gọi ấy mới đẹp làm sao, giống như ngoại hình điển trai của anh ta vậy. Im lặng một lát, Khánh tò mò hỏi: "Chúng ta đã từng gặp nhau chưa? Ý em là anh có biết em không? Anh đã từng trông thấy em." Câu trả lời của Quân khiến Khánh sững người. Anh ấy nhìn thấy cô là ở đâu? Khi nào nhỉ? Khánh ngẩng mặt nhìn lên góc nghiêng tuấn tú của Quân. Cô không rõ biểu cảm trên gương mặt anh lúc này. Mùi nước hoa thoang thoảng đưa lại bên mũi, tựa như hương cỏ hoa sau cơn mưa mùa hạ. Một số cảnh tượng chồng chéo lên nhau. Trong một khoảnh khắc, đột nhiên có tia sáng lóe lên. Cô chợt nhớ ra, dường như lần đầu tiên cô nhìn thấy anh là ở Nghĩa Trang, khu vực ngoại ô thành phố. Chẳng trách cô cảm thấy anh nhìn rất quen. Nói như vậy cũng có nghĩa là ngày hôm đó anh cũng đặc biệt chú ý đến cô. Hóa ra là anh, thật kỳ diệu. Quân đưa Khánh đến trung tâm thương mại. Lúc gần đến nơi, cô gọi điện cho đám bạn thân. Mọi người đều đã có mặt đông đủ. Cô rối rít nói xin lỗi vào điện thoại. Cũng chỉ vì cơn mưa bất chợt, cô không thể gọi một chiếc xe. Cũng may gặp Quân, anh có lòng cho cô quá giang một đoạn. Cuộc gọi kết thúc, Quân cất giọng khe khẽ: "Đừng lo lắng, sắp sửa đến nơi rồi, hôm nay có tiệc tùng gì sao?" Sở dĩ Quân hỏi Khánh câu này là bởi hôm nay thấy Khánh ăn vận cầu kỳ, make up cũng rất xinh đẹp. So với lần chạm mặt ở Nghĩa Trang, dường như cô còn xinh đẹp hơn rất nhiều. Khánh kiệm lời đáp: "Vâng."
Xe dừng ngay trước sảnh chính của trung tâm thương mại. Khánh xuống xe không quên nói cảm ơn. Quân nhẹ nhàng nói, đi chơi vui vẻ nhé. Khánh mỉm cười, sau đó mang theo túi sách bước xuống xe. Đi về phía trước mấy bước, cô vẫn không quên quay lại vẫy tay. Chỉ tiếc là trong màn đêm u tối, cô không thấy được biểu cảm của người ngồi trong xe. Khi bóng sáng của Khánh hòa lẫn vào đám đông, Quân mới thu lại ánh nhìn của mình. Sau đó anh điều khiển xe chậm rãi rời khỏi khu phố ồn ào. Đi được một quãng khá xa, dưới ánh đèn mờ ảo, Quân vô tình trông thấy một vật nằm trên ghế phụ lái. Đó là chiếc điện thoại, có lẽ của Khánh để quên. Chiếc úp lưng hình thú cưng ngộ nghĩnh, đáng yêu giống như vẻ ngoài của cô. Quân vươn tay ra cầm lấy chiếc điện thoại, khẽ nhìn ngắm một lúc, sau đó vô thức mỉm cười. Nụ cười ấy dịu dàng ấm áp, ánh mắt kiên cường mạnh mẽ, hệt như một tháng trước, lần đầu anh gặp cô trong cơn mưa. Không đúng, đó là lần thứ hai. Nói chính xác hơn thì, lần đầu tiên anh thấy cô xuất hiện ở Nghĩa Trang, khu vực ngoại ô thành phố. Nhưng rất nhanh sau đó, bóng dáng của cô đã biến mất giữa núi đồi hoang vu. Khi về đến nội thành, cơn mưa bất chợt đổ xuống. Một lần nữa anh lại nhìn thấy cô. Hôm đó anh ngồi ở ghế sau ngay sát cửa sổ, vô tình thấy cô từ trong ngõ nhỏ đi ra. Thật ra lúc đó cửa kính bị nước mưa dội vào xối xả, cảnh vật bên ngoài trở nên mơ hồ, nhưng anh vẫn trông thấy rõ biểu cảm của cô. Nhìn dáng vẻ đáp trả của cô với Long, tài xế riêng của mình, Quân ấn tượng mãi. Nhớ một người không cần quá nhiều lý do, chỉ là xuất hiện đúng thời gian và địa điểm hay không mà thôi. Vừa vặn, Khánh đã xuất hiện đúng lúc. Cơn mưa vào giờ tan tầm ở thành phố này gây ra tình trạng ùn tắc nghiêm trọng. Trong lúc chờ đợi, Quân bỏ chiếc điện thoại vào túi áo, trong tim nhen nhóm một cảm xúc rất đặc biệt. Về phần Khánh, đến tận sáng ngày hôm sau, cô mới phát hiện mình đã đánh mất công cụ liên lạc quan trọng. Tối qua, tại bữa tiệc chia tay độc thân của Tú, Khánh cùng nhóm bạn thân quẩy banh nóc, uống bia rượu như uống nước. Đêm muộn cả đám còn kéo nhau lên pub để nhảy múa. Khánh cũng không biết mình về nhà bằng cách nào. Buổi sáng tỉnh dậy, cô thấy đầu nặng trĩu, đau như có quả tạ đè lên, vô cùng khó chịu. Theo thói quen, cô đưa tay tìm kiếm điện thoại dưới gối, nhưng của quạng mãi vẫn không tìm thấy. Khánh lập tức tỉnh ngủ, cô bật dậy khỏi chăn, loay hoay tìm kiếm trong túi sách và cả áo khoác. Cô gần như lục tung cả căn hộ bé nhỏ lên, nhưng rốt cuộc vẫn không nhớ mình để điện thoại ở chỗ nào. Khi đối diện với sự thật rằng mình bị mất điện thoại, gương mặt của Khánh càng ủ rột, sầu não hơn. Có lẽ đêm qua ở quán bar, cô quá say, quẩy quá sung nên đã đánh rơi điện thoại ở đâu đó rồi. Do uống quá say nên lúc này hai mắt Khánh sưng lên, mặt mày ủ ê. Nhìn mình trong gương, cô chán nản một hồi, sau đó sửa soạn làm vệ sinh buổi sáng để chuẩn bị đến công ty. Từ sảnh của tòa nhà bước xuống đường, Khánh đưa mắt quan sát quang cảnh xung quanh. Cơn mưa đêm qua đã tạnh, ánh nắng len lỏi xuyên qua những tầng mây dày đặc, chiếu xuống những tòa nhà cao tầng, thời tiết ấm áp lên rất nhiều. Khánh có phương tiện đi lại, nhưng cô thường không sử dụng, chủ yếu ngồi xe buýt để đi làm. Vì quãng đường đến công ty không quá xa, đi thẳng một đường là đến. Hơn nữa cô không thích cảm giác chen chúc nhau dưới hầm để xe vào giờ cao điểm. Lúc này đứng dưới gốc cây cổ thụ, trong lúc chờ xe buýt đến, Khánh vô tình nhìn thấy chiếc xe đen tuyền sang trọng xuất hiện. Cô thật sự bất ngờ khi nhận ra người đàn ông ngồi trước ghế lái. Đó không phải là Hoàng Quân, người đàn ông vô tình chạm mặt cô ở Nghĩa Trang ngoại ô thành phố, cũng là người hôm qua cho cô đi nhờ xe hay sao? Trong lúc Khánh còn đang miên man suy nghĩ thì cửa xe đã mở ra. Quân chậm rãi tiến đến gần cô, giống như sự xuất hiện trước mặt cô là có chủ đích vậy. Khánh bối rối giơ tay lên cao, sau đó khẽ chào. Hai. Quân im lặng nhìn cô, ánh mắt chứa đựng tâm tư khó nắm bắt. Anh lấy từ trong túi quần ra chiếc điện thoại di động.
Hai mắt Khánh lập tức sáng rực lên. Cô không thể tin nổi điện thoại của mình lại ở chỗ của Quân. Sao điện thoại của em lại ở chỗ anh? Nhận lấy chiếc điện thoại từ tay anh, Khánh không nhịn được mỉm cười sung sướng. Tâm trạng ủ rột lúc sáng sớm cũng theo đó mà biến mất. Quân lặng lẽ nhìn cô, sau đó chậm rãi hỏi. Lẽ nào em không quan tâm vì sao anh lại biết chỗ ở của em? Khánh thần mặt mất mấy giây, do tác dụng phụ của bia rượu, cô thấy đầu óc mình hơi kém linh hoạt một chút. Khi thấy Quân đưa điện thoại cho mình, cô lập tức hiểu ra. Hôm qua lúc xuống xe do quá vội vàng xuất hiện ở bữa tiệc, nên cô đã quên chiếc điện thoại trên xe anh. Tuy nhiên vì sao anh ấy biết chỗ ở của cô, Khánh không thể nào giải thích được. Cô ngập ngừng hỏi lại, sao anh biết em ở khu này? Anh đoán. Chiều qua, lúc Quân có việc đi ngang qua đây, vô tình thấy Khánh đứng trú mưa ở khu vực này. Bởi vậy anh đoán rất có khả năng cô sống ở gần đây. Sáng nay anh cố ý đến đây thật sớm, đợi cô 30 phút, cuối cùng cô cũng xuất hiện. Cảm ơn anh. Em chuẩn bị đi làm đúng không? Vâng. Lên xe đi. Tiện đường anh đưa em đi. Như vậy có phiền anh không? Không sao. Quân mở cửa xe cho Khánh ngồi vào. Quãng đường đi đến công ty, cả hai người đều ăn ý giữ im lặng. Chỉ có bản nhạc không lời du dương khẽ cất lên. Trong lúc chờ đèn đỏ, Khánh dặm thêm chút son môi. Cô cảm giác môi mình hơi khô nẻ. Lúc cất son vào túi xách, do trượt tay nên thỏi son rơi xuống dưới ghế xe. Cô cúi người xuống nhặt, tình cờ thấy một chiếc hộp nhỏ hình vuông màu xanh da trời, thuận tiện nhặt lên. Đồ của anh bị rơi xuống dưới ghế này. Khánh cầm chiếc hộp đưa lên phía trước, khuôn mặt nhất thời biến sắc, sau đó dùng hết sức ném nó ra phía sau. Vành tay Khánh đỏ bừng, cảm giác bối rối khiến cô không biết phải giấu mặt đi đâu. Trong xe của người đàn ông này có để áo mưa, vô tình khiến cô nghĩ đến vài chuyện không trong sáng. Từ đó những thiện cảm trước đó của cô về anh tự nhiên cũng tan biến hết. Cho em xuống đây được không? Khánh mặt đỏ gay gắt, cô ngập ngừng thốt lên. Quân liếc mắt khẽ nhìn chiếc hộp một cái, sau đó nhìn khuôn mặt đỏ rực của Khánh. Anh kiệm lời đáp, chỗ này không thể dừng xe. Khánh thấp thỏm như ngồi trên đống lửa, hai tay ôm chặt túi xách, thần sắc phức tạp. Hết nhìn cung đường phía trước, cô lại lén nhìn người đàn ông bên cạnh, rốt cuộc anh ta là người như thế nào. Khi đến tòa cao ốc nơi Khánh làm việc, cô vội vã mở cửa xe bước xuống, hấp tấp nói lời cảm ơn, sau đó nhanh như chớp quay người bước đi, một khắc cũng không dám nhìn lại. Ngồi trong xe, nhìn theo bóng hình của Khánh, khóe môi Quân ẩn hiện ý cười. Anh biết vừa xong cô gái ấy đã có những suy nghĩ gì về bản thân mình. Tuy nhiên có một số chuyện không thể mở miệng giải thích, càng không biết phải giải thích như thế nào. Trong lúc Quân đang ngây người suy nghĩ thì cửa xe đột ngột mở ra. Một thanh niên trẻ mặc trang phục thoải mái ngồi vào, ồn ào hỏi chuyện. Anh, cô gái vừa rồi là ai vậy? Cậu thanh niên trẻ ấy tên Hưng, là em trai của Quân. Phong cách ăn mặc của Hưng rất cá tính, năng động. Bởi vậy thoạt nhìn mọi người đều nghĩ Hưng đang là sinh viên đại học. Kỳ thực Hưng đã tốt nghiệp được 4 năm. Quân liếc nhìn cậu em một cái, âm thầm trả lời. Đi nhờ xe. Anh xem em là đứa trẻ lên 3 đấy à? Anh mà lại để người khác đi nhờ xe. Không sao, được rồi, em hiểu, em hiểu. Đàn ông 28 tuổi, ai chả có nhu cầu. Vừa nói Hưng vừa tiện tay cầm lấy chiếc hộp màu xanh, sau đó bổ sung thêm câu nói. Lần sau em sẽ để thêm vài hộp nữa, để anh dự phòng. Khóe miệng Quân khẽ nhếch lên, vừa chăm chú lái xe anh vừa thấp giọng đe dọa. Hoàng Hưng, có vẻ như lâu nay anh quá dễ tính với chú thì phải. Em xin anh đấy, làm ơn đừng dùng cái dáng vẻ này để nói chuyện với em được không? Nhưng mà em hỏi thật, cô gái vừa rồi là ai thế? Nhìn rất dễ thương. Chuyện độc thân của Hoàng Quân vốn là một vấn đề vô cùng to lớn đối với gia đình. Người đàn ông 28 tuổi ấy lại tuyệt đối không qua lại với bất kỳ đối tượng nào.
thậm chí nói chuyện với con gái cũng không. Thật là khiến cho người khác cảm thấy lo lắng. Mấy ngày nay, nhiệt độ ở thành phố B giảm xuống thấp. Từ phòng tranh trở về nhà, Châu lái xe đi thẳng vào gara. Trong xe đang phát bản tin dự báo thời tiết. Một đợt không khí lạnh với cường độ mạnh đang dịch chuyển xuống phía nam. Trong 48 giờ đồng hồ tiếp theo, nhiệt độ của thành phố sẽ giảm xuống dưới 15 độ. Đây là đợt rét đầu tiên trong năm. Từ gara đi vào nhà, Châu chỉnh lại chiếc khăn quàng, vừa đi vừa suýt xoa vì lạnh. Vừa đẩy cửa bước vào, Châu giật mình khi thấy Đăng đang ngồi trên sofa. Thật kỳ lạ, hôm nay chồng cô lại về nhà sớm như thế này. Dường như anh đang trò chuyện với ai đó thông qua tin nhắn. Châu thấy Đăng chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, những ngón tay không ngừng gõ lên bàn phím, thỉnh thoảng ngay miệng lại mỉm cười thật tươi. Trong khoảnh khắc, Châu thấy trái tim trong ngực mình hẫng nhẹ một nhịp. Từ ngày kết hôn, cùng nhau chung sống, chưa bao giờ Châu thấy chồng mình mỉm cười với mình như vậy. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, phải chi Đăng có người phụ nữ khác ở bên ngoài. Đối với cuộc sống hôn nhân hơn một năm qua, từ thái độ tình cảm của Đăng cũng như chuyện anh không muốn sinh con, Châu đã hiểu ra rất nhiều vấn đề. Thế nhưng trước mặt chồng, Châu vẫn giả vờ như không biết chút gì, vẫn như trước kia, ngày ngày vui vẻ cười nói với Đăng. Cô tự an ủi bản thân mình rằng Đăng đang trong giai đoạn khởi nghiệp, công việc có nhiều áp lực và khó khăn. Hơn nữa anh cũng còn trẻ tuổi nên chưa vội vàng để làm bố. Dù sao bây giờ giữa cô và anh vẫn hạnh phúc bên nhau là được rồi. Cô vẫn luôn tự nghĩ như vậy để thuyết phục bản thân mình. Tuy nhiên không phải lúc nào lý trí cũng có thể lấn át được cảm xúc của trái tim. Cô yêu anh nhiều như vậy, vì anh mà hy sinh nhiều chuyện. Cô có trái tim, có khối óc, và cô cũng biết đau. Nghĩ tới việc chồng mình có nhân tình ở bên ngoài, nỗi chua xót nơi đáy lòng dâng tràn lên cổ họng. Châu cố gắng kiềm chế để không nói ra lời ghen tuông, hoài nghi. Cô đi đến gần chồng, nhẹ giọng cất lời. Hôm nay anh về sớm như vậy, có việc gì sao? Ánh mắt Đăng vẫn không rời khỏi màn hình điện thoại, anh khẽ nói. Ừ. Sau khi soạn tin nhắn gửi đi, Đăng ngẩng mặt lên nhìn vợ, sau đó bổ sung thêm. Em sửa soạn chút đi, lát nữa cùng anh đến nhà hàng, tối nay sinh nhật Quyền. Sinh nhật bạn anh, sao bây giờ anh mới nói cho em biết? Bây giờ vẫn chưa muộn. Em nên mặc gì bây giờ? Đơn giản thôi, dù sao thì em cũng sinh sẵn rồi, không cần cầu kỳ quá đâu. Thật kỳ lạ, hôm nay chồng lại khen mình xinh cơ đấy. Châu thầm cảm thán trong đầu. Tuy nhiên cô cũng không hoàn toàn tin vào lời nói của anh. Lẽ nào anh thật sự làm chuyện gì có lỗi sau lưng cô, cho nên mới dỗ ngọt cô thế này. 7 giờ tối, Đăng và Châu có mặt ở nhà hàng. Bạn bè của Quyền không nhiều, cả thảy có 8 người tham dự. Mọi người nâng ly chúc tụng, ăn uống rất vui vẻ. Trong lúc ngà ngà say, một người bạn tên Kiên, bạn của Đăng chúc rượu Châu, sau đó khẽ hỏi. Vợ chồng em kết hôn cũng lâu rồi, tính khi nào mới sản xuất baby đây? Không đợi Châu trả lời, một người khác cất lời chen ngang. Vợ chồng nhà này còn muốn hưởng thụ cuộc sống tự do, không muốn vướng bận con cái đây mà. Cứ nhìn tấm gương của tôi thì biết, từ ngày vợ tôi sinh nhóc tỷ Su Beo, tan làm là phải có mặt ở nhà. Trên người lúc nào cũng đầy mùi bỉm sữa của con, muốn đi chơi một tí cũng phải xin phép vợ. Đăng nghe xong không đưa ra bất cứ bình luận nào, chỉ lặng lẽ nâng ly rượu lên môi, khẽ nhấp một ngụm, sau đó vờ như không quan tâm đến chủ đề mọi người đang nói tới. Thấy vợ chồng Đăng, Châu không hào hứng, mọi người nhanh chóng chuyển chủ đề. Chuyện công ty, chuyện xã hội, chuyện gia đình, vân vân. Châu ngồi lâu chỉ thấy nhức đầu. Cô đứng dậy đi ra ngoài ban công hóng gió. Không khí trong nhà có chút ngột ngạt vì bia rượu và mùi khói thuốc lá. Sau khi ăn uống, mọi người lại kéo nhau đến quán hát, vừa đánh bài vừa ca múa, vô cùng ồn ào. Sẵn có tâm trạng không vui, Châu hát liền một lúc 4 bài.
vừa hát vừa uống nước ngọt. Bởi vậy chỉ một lát sau cô đã muốn chạy vào nhà vệ sinh. Lúc quay trở lại phòng hát, không thấy đang ngồi trên ghế, cô tò mò hỏi Trọng. Anh có biết chồng em đi đâu không? Trọng châm lửa hút thuốc, anh phả ra một làn khói mỏng, sau đó khẽ nói. Cậu ấy và Quyền vừa đứng dậy ra ngoài, anh cũng không biết họ đi đâu. Châu vội vàng đứng dậy đi ra ngoài. Cuối hành lang lộ ra một khoảng sân nhỏ, Châu nhìn thấy phía trước có ánh sáng lập lòe của tàn thuốc. 10 giờ đêm, gió mang theo hơi lạnh thổi lướt qua người, Châu chậm rãi tiến về khoảng sân nhỏ. Trên nền đất có trải tấm thảm rất dày, dẫm lên trên cũng không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Châu bước đi qua đó, trong đầu cô cân nhắc có nên hù dọa Đăng cùng người bạn của anh một chút hay không. Khi khoảng cách ngày càng thu hẹp, có tiếng nói của Quyền vang lên. Cứ như thế này, cậu không sợ Châu sẽ phát hiện ra? Ngập ngừng một lát, Quyền lại nói thêm. Tớ cảm thấy vợ cậu là một người khá đơn thuần. À đúng rồi, thuốc mà cậu cần bây giờ đã không còn hàng nữa. Bên kia người ta nói thuốc này khó mua. Trong thoáng chốc, Châu cảm thấy toàn thân mình như hóa đá. Những lời nói của Quyền tựa như những nhát dao đâm thẳng vào da thịt, khiến cô đau đớn vô cùng. Một lúc sau, Châu nghe được giọng nói trầm khàn của Đăng cất lên. Nghĩ cách giúp tớ xem, thuốc lần trước có vẻ ổn hơn, vợ tớ không bị song kinh, cũng không quá mệt mỏi. Loại thuốc mới này có rất nhiều tác dụng phụ, chỉ sợ sử dụng lâu dài ảnh hưởng đến sức khỏe của cô ấy. Giọng nói của Quyền không có chút độ ấm đáp lại. Còn có một loại khác, cũng có tác dụng phụ nhưng không ảnh hưởng lắm. Giọng nói lạnh nhạt của Đăng không mang một chút tình cảm nào vang lên. Vậy cậu lấy cho tớ loại đó đi. Châu cắn môi, thậm chí không thể nào thở nổi. Vẻ mặt cô mờ mịt, sắc mặt sớm đã trắng bệch như tờ giấy, hồn bay phách lạc. Trong phút chốc, Châu cảm thấy sinh khí bị mất hết. Cô muốn mau chóng chạy trốn, thế nhưng hai chân lại như mang chì, không hề có chút cảm giác. Ngay cả chút hơi sức để chạy cũng không có. Mãi đến khi hai người ở bên trong dường như muốn đi ra, Châu mới tìm lại được chút sức lực. Cô nhanh chóng chạy về phía cầu thang và trốn trong đó. Khoảnh khắc nghe được những lời thốt ra từ miệng chồng mình, niềm tin của Châu hoàn toàn tan vỡ. Khi Đăng và Quyền trở lại phòng hát, Đăng nhìn một vòng không thấy vợ đâu. Quyền ngồi tựa lưng vào sofa, bật nắp chai bia đưa cho Đăng, sau đó thì thầm vào tai anh. Vợ cậu đi đâu rồi? Đăng châm lửa hút thuốc, anh kiệm lời đáp. Có lẽ cô ấy đi vệ sinh. Nghe nói Nhung mới về nước, càng ngày nhìn cô ấy càng tây và xinh. Làn khói mỏng lảng bảng bay trong không gian mờ ảo. Đăng khẽ rít một hơi thuốc, dáng vẻ trầm tư như có tâm sự. Tin tức Nhung về nước, thực ra anh đã sớm biết. Bởi lẽ cô ấy là mối tình anh đã theo đuổi suốt 4 năm trời. Vị trí của Nhung trong trái tim anh vĩnh viễn sẽ không bao giờ thay đổi. Cho dù hiện tại Đăng đã kết hôn, có cuộc sống của riêng mình, nhưng anh vẫn âm thầm theo dõi cô trên các nền tảng mạng xã hội. Không chỉ vậy, cách đây 4 tháng hai người đã kết nối lại với nhau. Những cuộc trò chuyện qua tin nhắn ngày một nhiều lên, tần suất dày đặc giống như đang hẹn hò tán tỉnh thuở thanh xuân vậy. Hai người đang nói chuyện thì Châu từ bên ngoài đi vào. Đăng dập tắt điếu thuốc, bỏ vào gạt tàn bên bàn, sau đó quay sang hỏi vợ. Em vừa đi đâu vậy? Châu đưa tay vỗ nhẹ lên mặt mấy cái, có mấy giọt nước theo cử động của cánh tay cô văng ra ngoài. Cô vừa nhăn mặt khẽ nói. Em thấy bụng dạ không ổn, dường như tối nay uống hơi nhiều bia rượu. Có muốn về nghỉ sớm không? Anh đang vui với bạn, về sớm như vậy không sợ mọi người sẽ mất hứng à? Sức khỏe của em quan trọng hơn. Khi nghe Đăng nói ra lời này, Châu thầm cười khẩy trong lòng. Anh thực sự lo cho sức khỏe của cô đến vậy ư? Nếu anh thật sự nghĩ vậy, há cớ gì lại hao tâm tổn sức tìm kiếm thứ thuốc đặc biệt ấy cho cô uống. Em không sao. Châu uống một ngụm trà trái cây, sau đó nhẹ nhàng đáp.
Anh gọi xe cho em về trước nhé. Hôm nay sinh nhật Quyền, anh muốn ở lại với mọi người thêm chút nữa. Yên tâm, anh nhất định sẽ về sớm. Châu khẽ gật đầu. Trước nay cô luôn ngoan ngoãn nghe lời anh. Cho dù hiện tại cô đang vô cùng khó chịu, song vẫn giả bộ vui vẻ vâng lời. Kết quả là cả đêm hôm đó đang không về nhà. Ngày chủ nhật cuối cùng của tháng 11, hai anh em Hoàng Quân và Hoàng Hưng không hẹn mà gặp ở nhà bà ngoại, bởi hôm nay là một ngày đặc biệt. Bà Tuyết Như sau khi hạ sinh Hoàng Hưng được một thời gian thì đột ngột lâm bệnh nặng. Ông Hoàng Đạo đã dốc hết tiền của đưa vợ đi chữa trị ở khắp nơi, nhưng bệnh tình của bà Như không thuyên giảm. Không những vậy, càng ngày càng tệ đi. Sau cùng bà Như không cầm cự được quá 9 tháng, chút hơi thở cuối cùng trên giường bệnh. Hôm nay là ngày giỗ thứ 25 của bà Tuyết Như. Sau một hồi hương khói trong phòng thờ, Quân trầm mặc đi xuống lầu 1. Bà ngoại đang ngồi ở phòng khách trò chuyện với Hưng. Tuổi tác của ngoại đã cao, nhưng ngoại vẫn rất khỏe mạnh và minh mẫn. Tuổi thơ của Quân và Hưng gắn liền với những ký ức vui vẻ bên bà ngoại. Sau khi bà Tuyết Như qua đời, 3 năm sau ông Đạo tái giá. Đó là một người phụ nữ rất giỏi làm kinh tế, chinh phạt trên thương trường như một mãnh hổ. Kể từ lúc tái giá, sự nghiệp của ông Đạo đi lên như diều gặp gió. Cũng nhờ vậy, anh em Hoàng Quân và Hoàng Hưng luôn được nuôi dạy trong điều kiện tốt nhất. Hôm nay là ngày giỗ của người vợ quá cố, nhưng ông Đạo bận đi công tác. Như thông lệ hàng năm, cứ đến ngày giỗ mẹ, Quân và Hưng sẽ đến nhà bà ngoại thắp hương cho mẹ, sau đó cùng với bà ngoại ăn cơm, hàn huyên tâm sự. Nhìn thấy Quân từ trên lầu đi xuống, bà ngoại vươn tay ra phía trước, khẽ nói: "Mau lại đây cho bà xem, lâu nay bận rộn công việc quá hay sao, không thấy con về thăm bà." Vừa nói, bà ngoại vừa đưa tay vuốt ve khuôn mặt thanh tú của cháu trai, thấy anh dường như lại gầy hơn trước, bà lo lắng hỏi: "Con có chú ý giờ giấc sinh hoạt ăn uống đầy đủ không đấy? Bà thấy con hơi gầy." Hưng nhanh miệng trả lời thay anh trai: "Bà ơi, anh Quân không gầy đâu. Có lẽ do anh mặc đồ đen, da lại trắng, nên bà cảm giác anh ấy gầy thôi. Dạo này anh trai con chăm thể dục thể thao, cơ thể rắn chắc, rất có mùi vị nam tính đấy." Bà ngoại ngạc nhiên hỏi lại: "Rất có mùi vị nam tính là như thế nào? Đến bây giờ vẫn chưa tìm được cho bà một cô cháu dâu." Hưng bật cười ha ha, anh vui vẻ nói: "Sẽ nhanh thôi bà ơi, cách đây không lâu con thấy anh Quân chở một cô gái trên xe." Quân lúc này nhướng mày quay sang nhìn Hưng, giống như đang cảnh báo không được tùy tiện nói bừa. Bà ngoại quan sát một chút liền hiểu ra vấn đề. Xưa này Quân vốn là người điềm đạm trầm tính ít nói, rất ít khi anh chia sẻ câu chuyện của bản thân mình cho người khác. Im lặng một lát, bà ngoại đi vào trong bếp lấy ra một đĩa trái cây đủ loại. Khi đi đến phòng khách, bà nhẹ nhàng nói: "Hôm nay dì Hồng mang tới 2 cân táo rất ngon. Mẹ của các con trước kia rất thích ăn táo. Dì Hồng mang táo tới thắp hương cho mẹ con. Bà ăn thử rồi, táo ngọt lắm. Các con cùng ăn đi." Bầu không khí trong phòng khách đột nhiên trùng xuống. Đôi mắt bà ngoại chớp chớp mấy cái, vài giây sau đã đỏ lên, vài giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống. Quân là người trầm tính, kiệm lời, lại không khéo trong việc biểu đạt cảm xúc. Tuy nhiên thông qua lời nói của bà ngoại, sâu thẳm trong trái tim anh cũng dâng trào cảm giác chua xót khó diễn tả thành lời. Quân nắm lấy tay bà miết nhẹ, giống như một lời an ủi. Hoàng Hưng thì ồn ào hơn, anh ngồi như quỳ dưới nền nhà, gục đầu vào lòng bà ngoại, đôi tay ôm chặt lấy bà và thủ thỉ: "Bà ơi, bà đừng khóc, tuy rằng mẹ đã ra đi, nhưng mẹ con vẫn để lại cho bà hai thiên thần đáng yêu, đẹp trai ngời ngời như thế này. Bà phải hạnh phúc vì điều đó mới đúng chứ." Bà ngoại mỉm cười khẽ xoa đầu cháu trai sụt sịt nói: "Hai cháu trai của bà rất ngoan, nhưng mà rất ít khi về thăm bà. Bà ở nhà buồn lắm, hay là các con chuyển đến sống với bà ngoại đi." "Vâng ạ, con sẽ sắp xếp thời gian đến thăm bà nhiều hơn."
cả hai anh em Quân và Hưng đều đồng thanh đáp lời. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Làm vợ em trai xếp tổng của tác giả Thanh Thanh. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.